Kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay Đức Trung đang có mặt tại chợ ô tô miền Bắc và có địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão Hải Phòng. Bên Đức Trung thì chuyên cung cấp tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Vâng, quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho chợ ô tô miền Bắc cũng như là Đức Trung. Và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe mà bên Đức Trung lên sóng hàng ngày. Vâng, bên Đức Trung thì có hai cơ sở. Cơ sở chính là chợ ô tô miền Bắc. Cơ sở thứ hai là chợ ô tô Cũ Quảng Ninh thì chuyên về các cái dòng xe bán tải. Quý anh chị các bạn có nhu cầu xe bán tải thì cũng liên hệ với Đức Trung, cũng số điện thoại và cũng tất cả các cái thông tin ngân hàng từ tất cả các cái tài khoản Zalo, Facebook hay là YouTube đều mang tên Đức Trung. Số điện thoại là 0965 951 955. Vâng, để quý anh chị các bạn có thể cập nhật được một số thông tin thì Đức Trung xin báo giá luôn. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2009. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 162 triệu. Vâng, biển Thanh Hóa. Vâng, ngay bên cạnh là một chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2009. Vâng, chiếc này trang bị động cơ 1.6, giá là 262 triệu ở biển Lạng Sơn. Vâng, ngay bên cạnh là một chiếc Hyundai Verna sản xuất năm 2009, động cơ 1.4 máy xăng, 5 chỗ ngồi biển Hà Nội. Và bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu Verna này với giá là 268 triệu. Vâng, bên cạnh là một chiếc Mitsubishi Zinger sản xuất năm 2008. Chiếc này trang bị 8 chỗ ngồi, động cơ 2.4. Vâng, giá chào bán là 252 triệu đồng. Đấy, chiếc này thì form dáng của nó cũng rất là đẹp. Và đặc biệt là máy gầm rồi tôn vỏ của nó thì nó rất là chắc chắn. Và nó cũng không thua kém gì những cái dòng xe 7 chỗ như Innova hay là Jay hay là các cái dòng xe khác. Và giá nó thì rất hợp lý. Vâng, tiếp theo là một chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2007. Vâng, giá chào bán là 152 triệu. 152 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Kia Cerato, một cái thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc. Động cơ 1.6, 5 chỗ ngồi, bản sedan màu đen, đây, biển Thanh Hóa, giá chỉ có 152 triệu. Vâng, Captiva sản xuất năm 2007 màu bạc, động cơ xăng 2.4, 7 chỗ, 225 triệu. Vâng, tiếp theo là một chiếc xe Mitsubishi Zinger 8 chỗ, động cơ 2.4 máy xăng, sản xuất năm 2008, 252 triệu đồng. Những cái dòng xe này phải nói là cực kỳ này bền bỉ. Quý anh chị các bạn mua cái xe này về phục vụ gia đình thì rất là hợp lý nhá. Cái giá của nó rất là rẻ so với là những cái dòng xe 7 chỗ, 8 chỗ khác. Chỉ có 252 triệu ta đã sở hữu ngay một cái mẫu xe 8 chỗ 2008. Vâng, vẫn là một chiếc Zinger màu vàng cát sản xuất năm 2009. Vâng, chiếc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 259 triệu đồng. Đấy, màu vàng cát 2009, 259 triệu. Vâng, đây, một mẫu xe huyền thoại, đó là chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2010, máy 1.1 màu xanh tím than và giá là 178 triệu đồng, biển Vĩnh Phúc 88A. Vâng, một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2016. Vâng, giá chào bán là 355 triệu. Vâng, chiếc này bên Đức Trung đã rút hồ sơ. Cái việc mà ra tên bấm biển này rất là nhanh, nhưng trong buổi sáng là đã có biển số để gắn lên xe. Bởi vì cái số lượng xe nó rất là nhiều, Đức Trung sẽ đi lướt thôi. Nên quý anh chị các bạn ai mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp
số điện thoại 0965 951 955 cũng là số Zalo để ta trao đổi cái thông tin, và Đức Trung sẽ tư vấn cũng như là giải đáp tất cả các cái thắc mắc. Vâng, trước mắt là quý anh chị cùng các bạn là một chiếc Toyota Jay sản xuất năm 2004, và giá chào bán là 139 triệu đồng. Biển Thanh Hóa, màu xanh, sơn xi rất là đẹp. Vâng, tiếp theo là một mẫu Ford Escape sản xuất năm 2007, vâng, 8 chỗ, động cơ 2.2, trang bị số tự động, màu vàng cát, biển Yên Bái. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe trên với giá là 278 triệu đồng. Vâng, với các bác mà hay phải đi đường trường và hay phải đi đường địa hình thì ta có thể quan tâm đến cái mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2011 này. Chiếc này thì được trang bị máy dầu, 7 chỗ ngồi. Vâng, giá chào bán là 398 triệu. Vâng, 398 triệu cho một chiếc xe Ford Everest màu đen, biển Hà Tĩnh. Form dáng rất là đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, tiết kiệm. Vâng, với những cái gia đình mà đông người thì ta có thể tham khảo cái mẫu xe trên, một chiếc Ford Everest thương hiệu Mỹ, form dáng cực kỳ đẹp, gầm cao, máy dầu, sơn xi rất là sạch đẹp, cái lốp treo. Có xi nhan tích hợp gương, form mới. Vâng ạ, 398 triệu, thiện chí thì vẫn còn thương lượng khi xem xe trực tiếp. Vâng, bên cạnh là một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2016. Vâng, chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 226 triệu đồng. Màu camber, biển Thái Bình. Vâng, kế tiếp là một chiếc Kia Morning, vâng, chiếc này sản xuất năm 2011, biển Thanh Hóa, 125 triệu đồng. Vâng, đây là một chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2017, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 565 triệu. Vâng, form mới, màu ghi xám rất là đẹp, biển Hà Nội, 8 chỗ ngồi. Đức Trung sẽ quay một chút về cái phần ngoại thất, xi nhan tích hợp gương. Nội thất rất là đẹp. Vâng, chiếc xe này zin đẹp nguyên bản. Động cơ 2.0. Đấy, form dáng đẹp, sơn xi sạch sẽ. Quý anh chị, các bạn ai quan tâm đến cái mẫu xe nào thì hãy liên hệ để Đức Trung sẽ gửi các cái thông tin chi tiết. Vâng, quý anh chị có điều kiện về thời gian thì hãy đến với chợ ô tô miền Bắc, nằm ở ngay km 47 quốc lộ 10 Quang Trung Ăn Não, ngay cái lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Vâng, 565 triệu cho một cái mẫu Innova bản E, màu xám bạc rất là đẹp. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một chiếc Ford Everest màu đen sản xuất năm 2009, máy dầu, có động cơ 2.4. Vâng, và chiếc xe Ford Everest 2009 màu đen biển Quảng Ninh bên Đức Trung đang chào bán với giá là 305 triệu. Vâng, giá trên thì bên Đức Trung vẫn còn bớt, vẫn thương lượng, khi mà quý anh chị các bạn thiện chí muốn mua xe về sử dụng thì bên Đức Trung sẽ tạo mọi điều kiện để quý anh chị các bạn, nhất là trong các cái mùa dịch này thì bên Đức Trung là phục vụ. Đấy, cho nên là chỉ cần một chút lãi thôi, và đôi khi là lãi tình cảm cũng bán. Đấy, quý anh chị các bạn mà có những cái điều kiện, hoặc là có những cái hoàn cảnh, hoặc là có những cái mong muốn hãy giải bày thì bên Đức Trung sẽ có những cái hỗ trợ cho nó phù hợp. Đấy, và Hyundai Santa Fe. Ngoài ra thì bên Đức Trung còn rất nhiều các cái dòng xe khác. Santa Fe màu lông chuột, quay ớt này. Những con xe quay đầu thì bên Đức Trung đã nhận cọc và đang làm hồ sơ. Nên ngoài ra thì bên Đức Trung còn rất nhiều các cái mẫu xe, bản sedan, bản hatchback, rồi là những cái dòng SUV.
đấy. Và trong những cái lúc mà dịch bệnh nó diễn biến hết sức là phức tạp thì bên Đức Trung cũng muốn vừa là phục vụ vừa là bán để thu hồi vốn. Nên là quý anh chị các bạn ai mà quan tâm đến cái mẫu xe nào thì hãy đến với chợ ô tô miền Bắc, vâng, địa chỉ km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, Hà Nội, Hải Phòng. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Thì cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý anh chị các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an toàn. Đấy, khi mà cần mua ô tô thì hãy gọi số điện thoại 0965 951 955. Xin kính chào và hẹn gặp lại.